Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Thiên Vũ à, Hiện tại thì mình đang rất là phấn khích khi chuẩn bị review cho các bạn sản phẩm đặc biệt ngày hôm nay Đó chính là Micro Shure MV7 Thì à, chiếc mic này được lấy nguồn cảm hứng từ Micro Shure SM7B Thì đó là chiếc mic mà các bạn có thể thấy ở bất cứ đâu như là đài phát thanh các podcaster uh, hay là game thủ streamer, thậm chí là những uh, nghệ sĩ lồng tiếng cũng rất là ưa chuộng chiếc mic đó. Tuy nhiên là Shure MV7 lại có những đặc điểm nổi trội hơn SM7B. Uh, hiện tại thì mình đã khui hộp chiếc micro Shure MV7 và cũng bật mí cho các bạn luôn là ở video này mình sẽ sử dụng âm thanh thu từ chiếc mic này. Uh, thì chiếc mic này có đặc điểm gì nổi trội hơn là Shure SM7B thì uh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Sure MV7 có một bước ngoặt lớn, đó chính là nó bao gồm cộng XLR và cổng USB. À, điều đó có nghĩa là nó giúp cho bạn có thể kết nối trực tiếp với điện thoại Android, iPad, iPhone, Mac và PC, và nó cũng có một đầu ra kết nối tai nghe để các bạn có thể trực tiếp theo dõi bạn thu âm và không cần thêm bất cứ thiết bị nào khác. Đây là Micro Điện Động hay còn gọi là Dynamic Microphone thì ở đây là chiếc mic được chuyên gia đánh giá rất cao và ưa thích Nó tối ưu tập trung vào giọng nói và tiếng hát của bạn, khử ồn và tạp âm của môi trường bên ngoài à, Về thiết kế kiểu dáng thì kiểu dáng giống với mẫu Shure SM7B có khung kim loại và mút lọc gió đi kèm nhưng nó nhỏ hơn so với Shure SM7B Khung gắn kim loại có thể gắn được vào chân đế hoặc tay micro. Nút điều khiển cảm ứng cho mức độ tăng âm và giám sát tai nghe cũng như tùy chọn tắt tiếng rất là dễ dàng. Một điểm đặc biệt đó chính là không sử dụng nút bấm vật lý để tránh gây ồn. Và sản phẩm cũng đi kèm là cáp USB Type-A và USB-C. Shure MV7 cho tiếng ghi âm sắc nét rõ ràng với nhiều chi tiết ở giải chung ngoài các kết nối như mình đã nói ở trước thì nó cũng có các kết nối với âm ly mixer và thiết bị phòng thu chuyên nghiệp qua cổng jack XLR Shure MV7 còn có công nghệ Voice Isolation giúp micro này tập trung bằng tia laser vào giọng nói của bạn và ngăn chặn mọi tiếng ồn trong phòng hoặc âm thanh nền không mong muốn làm gián đoạn quá trình ghi âm của bạn. À, một điều đặc biệt nữa đó chính là à, mic này còn sử dụng ứng dụng dễ dàng để điều khiển với ứng dụng Shure Plus. À, mình thấy giọng mình được thu qua chiếc mic này thì rất là ấm áp, trong trẻo và rõ ràng. Thậm chí còn có khi hay hơn giọng mình ở ngoài luôn ý. À, Hiện tại thì mình đang sử dụng hai chiếc mic để thu âm. Một là chiếc mic Shure MV7 này và hai là chiếc mic mà mình thường hay sử dụng để thu âm trong các video clip của Thiên Vũ để cho các bạn so sánh và đánh giá được sự khác biệt. À, các bạn thấy âm thanh của chiếc mic này như thế nào thì hãy comment phía dưới cho mình biết. Hãy like share và subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ để tụi mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video cho các bạn cùng đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.